lưỡi bò phi pháp xuất hiện trên ứng dụng wechat tại việt nam wechat là ứng dụng di động cho phép người dùng chat bằng video âm thanh hoặc văn bản trực tiếp trên smartphone và hoạt động dưới dạng một cộng đồng như mạng xã hội đây là ứng dụng của tencent hãng phần mềm lớn nhất trung quốc tuy nhiên mới đây người dùng tại việt nam đã phát hiện ra việc tencent đã bí mật đưa đường lưỡi bò vào bên trong ứng dụng wechat cụ thể khi sử dụng chức năng chia sẻ vị trí trên ứng dụng wechat giao diện bản đồ xuất hiện trên ứng dụng wechat sẽ xuất hiện cả đường lưỡi bò phi pháp ngay sau khi bản đồ đường lưỡi bò phi pháp được phát hiện trên wechat một làn sóng rầm rộ phản đối ứng dụng này đã được lan truyền rộng rãi trên khắp cộng đồng mạng tại việt nam từ trên các mạng xã hội đến các diễn đàn nhiều người dùng cho rằng đây là một hành động không thể chấp nhận được nhiều người khác lại cho rằng từ lâu họ đã tẩy chay ứng dụng có xuất xứ từ trung quốc này đây không phải là lần đầu tiên wechat bị phát hiện đưa bản đồ đường lưỡi bò phi pháp vào ứng dụng của mình